Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại triển lãm EICMA 2019 diễn ra tại Milan, Italia. Và đứng ngay cạnh tôi đây là một siêu phẩm vừa mới được ra mắt. Có lẽ các anh em mày phân khối lớn sẽ rất là ngóng chờ. Chiếc CB-R1000RR Fireblade đời 2020 vừa mới được ra mắt xong. Nó thực sự là điều tuyệt vời và điều tôi vừa mới đọc được thông số kỹ thuật của em nó là như thế nào, bạn biết không? Động cơ 1000 phân khối nhưng công suất lên đến 217 mã lực. Wow, 217 mã lực. Nó còn hơn một con CRV, nó còn hơn một con rất nhiều ô tô khác từ 2.0 đến 2.5 cũng không thể có cái sức mạnh như thế này được. Mà cái trọng lượng của em nó chỉ có hơn 200 cân thôi. Không thể tin được. Thôi, tạm bỏ qua những cái thông số khô khan đó, chúng ta tìm hiểu một chút về cái design trước. Thứ nhất lại là phần đầu xe, chúng ta sẽ có những cái hốc hút gió này, đèn pha này, gồm những cái bóng projector ở trong, nhìn sắc lẹ, thực sự là nhìn sắc hơn so với người anh em tiền nhiệm, phải không ạ? Và cái hệ số cảm gió theo tôi được biết thì nó đã giảm. Bởi chúng tôi vừa có phỏng vấn kiến trúc sư trưởng đã thiết kế ra cái mẫu xe này. Thì cái điều quan tâm lớn nhất của việc thiết kế ra chiếc xe này là, thứ nhất là tính khí động học, làm sao cho cản gió ít nhất, cái lực downforce xuống nó nhiều nhất, và cái động cơ mạnh mẽ nhất. Thì mạnh động cơ tôi vừa nói đến các bạn đấy, nó mạnh một cách không thể tin nổi. Nếu như so sánh với một số đối thủ đồng hương đi, có động cơ super chạc đi, thì thậm chí xe này còn mạnh hơn so với một người anh em đến từ Ý đi, cũng vừa mới ra mắt xong, cũng không bằng cái xe này, phải nói cực kỳ mạnh. Rồi chúng ta sẽ có những cái dè chắn bùn được làm bằng carbon này, một số những chi tiết carbon nữa, ví dụ như là bình xăng cũng được ốp carbon ở trên này này đó. Về thân xe thì các bạn sẽ thấy nhiều thêm những cái khe thoát gió ở đây. Cái động cơ này là cái động cơ mới đã được tinh chỉnh và phát triển, như tôi vừa nói đây, đã cải thiện cái moment xoắn cũng như là cái công suất, thực sự là rất mạnh. Những cái trang bị cơ bản ví dụ như là hai phanh đĩa thủy lực ABS, hai kênh trước sau thì cái đấy nó là quá cơ bản rồi, mình sẽ không cần phải bàn nhiều. Chúng ta sẽ nhận thấy những cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái yên được làm bằng da lộn rất mỏng nhá, da lộn luôn, đáng yêu chưa. Rồi cụm đồng hồ các bạn hãy nhìn, đồng hồ rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ để đây khoảng 3 đến 5 giây để mọi người nhìn cụm đồng hồ cực to, sáng sủa và đẹp. Hệ thống giảm sóc của chiếc xe này là giảm sóc xô hoa cho đằng trước và đằng sau, tôi xem nào, cũng là xô hoa luôn. Và cái giảm sóc này có thể điều khiển được cái độ cứng để chúng ta tùy biến cho cái cách mà chúng ta vận hành. Thực sự đẹp luôn. Wow, đẹp thật, đã mà. Ngay cái chắn bùn ở đây cũng là cái sợi carbon nhá. Chúng ta có hệ thống phanh vẫn là phanh Nissin, chưa phải là phanh Brembo hàng hiệu, có lẽ là phải trên phiên bản cao cấp hơn. Đây là một số những cái thông số kỹ thuật ở đây, nhưng hiện tại bằng tiếng Ý cho nên là chúng ta cũng không cần thiết phải chú ý lắm. Ở đây có một điều nữa, đó chính là hệ thống ống xả. Hệ thống ống xả này được Honda phát triển chung với cả Akrapovic. Nó là một loại hệ thống ống xả titan. Wow, khủng khiếp chưa? Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái người kiến trúc sư trưởng thiết kế ra cái xe này, ông có nói là mọi sự tập trung đều, trọng lượng đều tập trung ở phía trước và phía giữa để cho cái xe nó cân đối, dễ điều khiển. Cho nên cái việc giảm trọng lượng ở những cái khu vực ngoài nó sẽ được thực sự là tập trung để giảm. Thì cái này nó làm titan, nó bền hơn, nó tạo ra những cái thứ nó hay ho hơn nhưng nó lại nhẹ hơn rất nhiều. Ngoài ra về việc handling như chúng tôi có hỏi thì ngài có chia sẻ là cái trục cơ sở đã kéo dài thêm 50mm để sao cho gần giống với chiếc xe MotoGP đua trên đường đua nhất, để sao cho cái độ kiểm soát nó thực sự tốt hơn. Nhưng chưa hết, xe này còn vô vàn những cái công nghệ được trang bị trên xe, đó chính là một số những cái tiêu biểu kiểm soát lực xoắn này,
chống trơn trượt này, và có cái cảm biến gia tốc sáu hướng. Để làm sao? Để bạn đi nhanh hay bạn vào cua hay bạn xe bạn nghiêng hay bạn như thế nào đấy, chiếc xe nó sẽ đọc hết tất cả những cái tình huống, đọc hết tất cả những cái hành vi của người lái để nó đưa ra một cái quyết định là làm sao chiếc xe vận hành một cách chuẩn chỉ nhất, an toàn nhất cho người lái nhưng vẫn phấn khích nhất. Đấy, nói thế thôi là đã thấy muốn mua rồi đúng không? Nhưng mà không biết về Việt Nam giá bao nhiêu. Tôi nghĩ là cũng nếu mà chiếc này về Việt Nam tôi đoán nó cũng phải rơi khoảng tầm 800, hơn 800 triệu. Nhưng mà thực sự đáng cho một cỗ máy tuyệt đẹp và tràn đầy công nghệ như thế này. Thực sự. Đây, các bạn hãy nhìn lên đây này. Đây chính là cô người mẫu ngồi trên chiếc xe. Cái màu này có lẽ ấn tượng này. Cái màu đen kia rất huyền bí nhưng cái màu này thì thực sự là ấn tượng. Màu xanh, đỏ, trắng. Wow. Không chê ở đâu được, không chê ở đâu được. Chúng ta sẽ đứng ở đây khoảng tầm 1 phút để vừa ngắm người mẫu và vừa ngắm xe. Lốp to đùng này, xui. Đẹp quá. Đẹp quá thể luôn. Đây là một mẫu huyền thoại, thực sự là một mẫu huyền thoại của Honda CR 1000RR Fireblade phiên bản HRC. Wow. Đây các bạn nhìn đèn này, nhìn sắc chưa? Nó có những cái bóng projector ở trong, mỗi bên hai bóng projector, đèn LED hoàn toàn. Cái nước sơn này cũng đẹp, cái nước sơn này quá đẹp luôn. Đó, chúng ta sẽ ra bên kia để xem cái mẫu mà đã từng là mẫu chạy thử. Đó. Mẫu này là mẫu dán đề can ngụy trang để chạy thử ở trên đường thử trước khi mà đưa ra thành mẫu thương mại phát triển. Đó thì họ sẽ dán đề can như thế này, họ chạy trên những đường thử. Tôi quan sát thấy thì cái xe này nó còn được trang bị hệ thống giảm xóc của Olin, chứng tỏ xe này là xe chạy đua trong đường, trong trường đường đua luôn. Lốp đã khác rồi, các bạn đã nhìn lốp không còn có gai nữa, lốp này lốp trong trường đua. Giảm xóc của Olin toàn bộ, từ giảm xóc trước cho đến giảm xóc sau, hệ thống phanh cũng toàn bộ của Brembo, có nghĩa là cái xe này là toàn dùng đồ hiệu thôi. Và hệ thống này, giảm xóc này được điều khiển điện luôn, có nghĩa là điều khiển độ cứng điện. Ôi giời ơi, đây chính là phiên bản xe đua, đúng rồi, phiên bản prototype, một cái mẫu thử nghiệm của những chiếc xe đua sẽ chạy trên xe đua. Và Marc Marquez sẽ chạy những xe này, tôi nghĩ là chắc sẽ sớm thôi. Chất lượng nhỉ. Rồi bây giờ đây là một số những cái phụ kiện của chiếc CBR 1000RR Fireblade. Đây là cái kính chắn gió này, đây là ốp carbon này, yên đằng sau này, cái này là bằng đây này, da lộn đây này, cái này hay, cái này rất hay. Carbon này, rồi một số những cái túi ba lô để ốp vào xe để chở đồ cũng hay, rất là hay. Đó, đây là khối động cơ, đây rồi, không thể không nhìn cái khối động cơ này được. Đây chính là khối động cơ i4 của chiếc CBR 1000RR mà nó sản xích công suất lên đến 217,5 mã lực. Nó mạnh hơn một chiếc CRV, nó mạnh hơn một chiếc Accord, nó mạnh hơn rất nhiều những chiếc ô tô mà các bạn biết, không thể tin được. Theo như các kỹ sư của Honda có cho tôi biết, thực ra tôi không hiểu quá nhiều về kỹ thuật, nhưng họ đã can thiệp vào cam cò rồi vân vân và vân vân. Thôi giải thích ra thì rất khó, nhưng mà đấy, nó bé tí thế này thôi mà nó khủng bố, dã man thật. Chất lượng chưa? Mà nhá, cái động cơ của mô tô phân khối lớn các bạn phải biết rằng ấy, nó hoạt động cực kỳ gắt. Nếu như ô tô ấy, những chiếc siêu xe thể thao ấy, nó cũng chỉ chạy đến 10.000 vòng một phút thôi, 10.000 vòng. Nhưng mà đấy là những chiếc hypercar, những chiếc Ferrari, những chiếc Bugatti cũng chả mấy khi. Nhưng mà xe máy nó chạy đến mười mấy nghìn vòng một phút mà liên tục, cho nên là cái độ bền của nó khủng khiếp. Rồi chúng ta sẽ nhìn lại một vòng, sẽ nhìn lại một vòng chiếc xe này để xem về độ đẹp nó đẹp như thế nào.
trước khi chúng ta kết thúc cái video và chuyển sang một số những cái mẫu xe khác. Đây, đây chính là phiên bản mà trang bị đồ hiệu đây, thưa quý vị và các bạn. Đây chính là phiên bản trang bị đồ hiệu là chiếc CBR 1000RR phiên bản A5 SP. Đây, có lẽ chúng ta phải nhìn lại, Đây chính là cái hệ thống giảm sóc Olin. Trời ơi, phanh Brembo đồ hiệu luôn. Đây, chiếc này mới là chiếc ngon tiền đây này, phiên bản SP. Toàn bộ đồ hiệu. Nhìn cái màu vàng này là biết ngay là đồ ngon rồi. Hệ thống giảm sóc vàng và điều khiển điện. Đây, nhìn ra đây các bạn sẽ thấy nó là điều khiển điện. Đây, 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 nó đây, nó đây, nó đây. Điều khiển điện toàn bộ nhá. Ăn chơi chưa? Đỡ đi, đỡ đi. Đồ hiệu, nóc vào người. Không còn gì để nói nữa. Rồi anh em mình đi lại một vòng, để xem cái xe này nó chất lượng như nào nhá. Người ngồi rất đẹp. Hôm nay hơi đông các bạn thông cảm một chút nhá. Đây là cái phanh Brembo luôn nhá, ABS luôn, đồ hiệu luôn, không thiếu gì. Cái bản SP này chất lượng thật, có chất lượng luôn. Rồi các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất từ channel. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.